Vâng anh em, đây là tiệc cuối năm của công ty mình nè. Công ty này thì công ty gia đình đấy, nên là ra là giám đốc nè, mẹ giám đốc này đó. Bây giờ là chương trình chơi trò cuối năm anh em ơi. Chắc bây giờ là chưa biết nha, nên là chắc là bốc thăm trúng thưởng. Sẽ bốc thăm trúng thưởng. Thường thì anh em mà bên Nhật á, thường sẽ là cuối năm, thường sẽ là có tiệc cuối năm. À. Có phần thưởng là một mạng tiền tiền mặt. À, giải có giải nhất là một man anh em ơi. Cái này hay xui. Ờ anh Nam kìa. Anh em sẽ thấy á, nếu mà công ty nào mà ở bên Nhật á, mà càng nhiều người Việt nó sẽ là công ty nó càng giàu anh em ạ. Anh em giải đây là người Việt này, giải bên kia cũng người Việt này, giải này cũng người Việt này, chỉ có người Nhật chỉ có 3 bàn thôi, là chưa đến chục người đó. Anh em sẽ thấy là công ty nào mà càng nhiều người nước ngoài á, công ty nó sẽ càng giàu, vì cơ bản là cái sức lao động của người Việt nó sẽ rẻ hơn mức lương của người Nhật, đúng không? Vì một người Nhật nó đã làm bằng gấp 3 lương của người Việt đó, nên là đã, khi mà tuyển được người Việt là rất là lời. Nói đến kìa, quay cầm quay cho mình rồi. Ờ, kìa xếp hàng, ba này mình xếp hàng đấy. Xếp hàng này mà, xếp hàng. Đổi không? Không, cái thấp tài thứ gì? Đừng đổi, anh đổi cho. Vâng, xin chào anh em. Bây giờ mình đang đi nghỉ Tết Dương, nên là ra đi đang đi xuống Osaka chơi. Đấy, thì trên đường mình đang đi đang kiếm mấy cái chỗ công viên rồi chém gió anh em chơi cho vui. Đây hướng như hơi lạc rồi. Hướng này. Thank you.
trời, anh em nhìn thấy trời nắng nắng vậy thôi, lạnh lắm anh em. Đang là tầm 8-9 độ ấy. Osaka là cái vùng là vùng ấm rồi đấy, chứ không phải vùng lạnh đâu. Cũng có bãi rác thì nhiều đồ nha. Đúng rồi, bên này thì chắc vào đang vứt rác điện tử ấy. Thường mấy cái rác này thì nó sẽ là chăn mềm này với lại đồ điện tử này. Đó. Bên Nhật thì nếu mà vác rác vào ngày nha, mà mấy cái nệm đồ này đó, thường thì nó sẽ là vứt rác điện tử thì sẽ tốn phí, còn vứt rác giấy hoặc là vứt rác sinh hoạt thì nó sẽ là hàng ngày rồi đó. Nãy đang định là ngồi trong công viên này, ngồi chém gió này, ngồi nói chuyện này, mà lạnh quá này, lạnh quá, ngồi trong gió nó lùa quá. Thường bây giờ hồi mùa hè với Nhật á thì sợ ăn nắng, nhưng mà mùa đông thì lại thích ăn nắng. Chứ nếu mà chỗ nào càng râm á thì mùa vào mùa đông càng lạnh, càng bút. Giang hồ đây nhậu nhẹt nhiều rồi, chắc nghi nghi người nước ngoài hoặc là người Việt nữa. Khu nào mà người Việt càng đông là khu đó lon bia lon rượu nhiều lắm. Chào bạn, mình đang đi kiếm chỗ cái bờ đê này, mình nghĩ cái gần cái bờ đê thì nó sẽ ấm hơn, thì mình thấy nó có ánh nắng ấy. Ai chào. Và cuối cùng mình cũng lên được cái bờ đê này. Đang ở Osaka này thôi. Cái này chắc có cá có đồ này. Vì vùng Osaka là vùng biển mà, giáp biển mà. Có gì ta? Osaka hình như có cái sân bay Kansai gì đó. Làm bằng rác dưới thì là tập hợp rác thải trên Nhật Bản lại rồi làm sân bay mà. Nói chung là cũng rác mà rác được tái chế lại anh đó, nó cũng hay. Với lại Osaka là vùng đất du lịch mà, và nổi tiếng là có cái khu nào đó mà khu nghèo nhất Nhật Bản, khu ổ chuột Nhật Bản. Vì ngày xưa là thủ đô của Nhật Bản là ở dưới miền Nam, nên là ở vùng Kyoto á, mà Osaka là vùng nổi tiếng là khu công nghiệp cơ khí, nên ra cái lượng lao động nó đổ về Osaka rất là nhiều đó, nên là ra là kiểu người ta họ dồn về mà nhiều quá, nên là ra cái lượng công việc đáp ứng cho người lao động nó không có nhiều ấy. Nghĩa là lượng lao động nó nhiều, nên là ra cái công việc nó không đáp ứng đủ cho người lao động, nên là ra dẫn đến thất nghiệp đó. Vâng, anh em thì đang nói chuyện đến cạnh Osaka thì công nhận đứng một hồi gió nó lùa lạnh quá, lạnh ù hai cái tai, lạnh tai lắm, nên là ra thôi đi xuống, lạnh quá, nhìn vậy thôi chứ trời nắng lạnh bút tay bút chân thật. Nãy mình nói đến đâu ta? Nãy nói là lượng lao động nó đổ về Osaka đúng không? Vì cơ bản là bây giờ nên là cái thế hệ vàng ngày xưa là nó rất là ham công việc. Vì nó vừa mới trải qua chiến tranh này rồi, nhân dân đồng lộc kiểu giống như Việt Nam mình ngày xưa ấy. Và khi bắt đầu nghèo khổ thì người ta họ bắt đầu lao động hăng say để kiếm tiền. Nên thành ra cái thế hệ vàng ngày xưa nó đã trôi qua rồi. Nên đó này, mũi nó đỏ này, nó
trời lạnh quá. Thôi mình quay bằng camera trước nha, vì quay bằng camera sau ấy nó lạnh quá, nó lạnh nó lại nó bút tay nó bút mũi quá, sổ mũi chết đó. Thì như mình nói thì cái lượng ngày xưa cái thời mà năm 99x hay là từ 80 cho đến 90 ấy đó, thì cái thế hệ đó thì bắt đầu nó bây giờ nó đã già rồi, nên là ra Nhật giờ nó cần người lao động ghê lắm đó. Nhưng mà Nhật nó vẫn còn cái số cái lối tư tưởng là họ quan trọng một là cái người mà người có kinh nghiệm, hai là cái người có bằng cấp. Anh em nào mà làm trong công ty Nhật ấy thì sẽ hiểu, người mà có kinh nghiệm ấy thì nó sẽ đối xử rất là khác, và người không có kinh nghiệm ấy, là nó hành theo kiểu mà rất là buồn cười, nó hành mà phân biệt rõ ràng luôn anh em. Nghĩa là chị ta đối xử thậm tệ luôn đấy. Nên là cái người nào nhìn vào thì nó bảo là đó là cách dạy việc của người Nhật, đó là senpai đối với cô hai phải nghiêm khắc, nó nói như vậy đó. Đó nên là ra là cái thế cái cách người Nhật dạy việc đó, nó rất là kỳ lắm. Nó đối với người nước ngoài mà nhìn mình mà nhìn vào là giống kiểu Ichimeru là bắt nạt đấy. Đó. Nên ra cái người trẻ của Nhật giờ nó nhát, nó kiểu nó hướng Tây hơn là giống kiểu Nhật Bản này. Nó muốn là làm công việc tự do hơn là làm những cái công ty, hoặc là công ty gia đình, hoặc là công ty truyền thống Nhật Bản ấy. Nên ra nó ít vào như vậy lắm. Nên là ra người Nhật họ tuyển người lao động người nước ngoài. Nhưng mà đối với người lao động người nước ngoài ấy thì nó lại là những lao động mà trẻ nhưng mà lại không có kinh nghiệm. Nên không có kinh nghiệm nên là nó qua đây đối với những người không có kinh nghiệm ấy, là lương của cái lao động mà không có kinh nghiệm bên Nhật á thì nó rất là thấp. Nó trả theo kiểu mà đúng kiểu mà mình học việc ấy. Nó cứ lấy cái mức lương cơ bản của đất nước, của nước đó, rồi nó nhân cho 3. Giống như Việt Nam mình lương cơ bản ở trên giấy tờ là 4 triệu đúng không? 4 hay 5 triệu gì đó. Nó nhân cho 3 thì có tầm được 15 triệu. Đối với nó là bảo cái là mức lương của mày mà ở Nhật thì nó trả như vậy là đã là cao rồi. Nhưng mà mức lương đó mà sống ở Nhật thì đâu có cao con ấy. Trừ hết mọi chi phí ra thì nó đâu có cao đâu, đúng không? Đó. Lạnh quá nè. Vâng anh em, thì nên là đã là những anh em nào mà thực tập sinh mà 3 năm, hoàn thành 3 năm rồi á, thì khi các bạn mà chuyển qua tổ quốc tế á, thì các bạn sẽ thấy là mức lương của giống như ngành xây dựng của mình đi. Thì hiện tại là đối với người Việt mình thì nó sẽ dao động, những người mà Việt mà đã có kinh nghiệm ấy thì chắc chắn nó sẽ dao động từ 20 cho đến 25 man nhận về tay nha. Đó, bây giờ nói chung là Nhật Bản nó chế độ giữ lại những người mà có kinh nghiệm ấy, nó kiểu chi ta, nó muốn giữ lại những người lao động đã có kinh nghiệm và muốn làm việc lâu dài ở Nhật Bản đó. Nên là thôi anh em nào mà đi ngành xây dựng, đã qua ngành xây dựng thực tập sinh rồi thì anh em cố gắng phấn đấu để hết 3 năm. Nếu mà các bạn nào mà muốn sinh sống và lâu dài ở Nhật ấy thì các bạn cố gắng nghĩa là giống như là mình đã từng nghe một câu của ai đó nói là cái ngành nghề của mình đã làm ra tiền suốt 3 năm nay rồi thì mình cố gắng mà giữ đó. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn đã là cố gắng được 3 năm rồi thì các bạn muốn sống lâu dài hơn thì các bạn nhớ là luyện cái tay nghề, cái ngành nghề đó thật giỏi. Biết đâu sau này mà mình muốn chuyển công tân hết 3 năm, các bạn chuyển công ty, các bạn lấy chính cái kinh nghiệm đó các bạn áp dụng vào công ty, có khi nó sẽ là trả cho các bạn một mức lương nào đó
hậu hĩnh hoặc là tôn trọng các bạn hơn so với công ty cũ khi các bạn mà mới qua thực tập sinh lần đầu, đó là các bạn chưa có kinh nghiệm đó. Nói chung là theo như mình cảm nhận á, thì khi mà mình quay lại đây thì mình thấy những người có kinh nghiệm nó sẽ đối xử khác và những người không có kinh nghiệm nó sẽ đối xử rất là khác đó. Mình mong là các bạn cố gắng phấn đấu trong công việc và thì ta trau dồi cái kiến thức của ngành nghề của mình nhiều hơn, cố gắng lên nhé.